Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, với Phương kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề. Chương trình tuần này chủ đề Vì sao tôi tình nhân quả do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện từ Charlotte, North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với nhạc Lão bồ đề với câu chuyện Vì sao tôi tin nhân quả? Chuyện do viên hùng sưu tầm Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Rất nhiều người tin vào phong thủy, bối toán, xem số mệnh. Nhưng thực ra vấn đề này không tuyệt đối. Toán mệnh hay tướng số chỉ có thể tham khảo mà thôi. Nếu như xem số mệnh tốt, bạn sẽ vui vẻ, xem ra số mệnh xấu, làm bạn buồn rầu, lo âu. Vậy xem bói có cần thiết hay không? Cho nên không khuyến khích đi xem. Nếu bạn muốn hiểu rõ cuộc đời của mình, thì chỉ có một cách, đó là bạn cần hiểu nhân quả của bản thân. Nếu bạn đang trải qua những ngày tháng tốt đẹp trong đời này, điều đó cho thấy đời trước của bạn đã gieo được nhân tốt. Nếu như đời này bạn luôn gặp khó khăn, phải trải qua những ngày tháng khổ cực, vậy chắc chắn đời trước bạn đã hành thiện chưa đủ. Có rất nhiều người đi xem tướng số, đương nhiên đó là vì cuộc sống gặp khó khăn, trong lòng bất an, luôn thấy mơ mơ màng màng nên họ mới đi cầu thần khẩn Phật, cầu được bình an, đây là điều có thể hiểu được. Nhưng nếu chỉ cầu thần khấn Phật mà mọi chuyện đều được thuận buồm xuôi gió, vậy thì bạn xem thường thần Phật quá chăng? Làm người mà mọi việc đều thất bại, vậy có cầu khấn thần Phật như thế nào? Thần Phật cũng không giúp bạn. Cầu thần khẩn Phật sẽ không có tác dụng. Mà điều cốt lõi nhất là bạn phải tích đức hành thiện. Đây mới chính là điều có thể bảo đảm cho bạn có một tương lai tươi sáng và cũng chỉ có cách này mới có thể thay đổi được vận mệnh của bạn trong đời này, cầu cứu thần Phật cũng không bằng cầu cứu chính mình. Đó mới là chính đạo. Nhân quả là việc chính xác phi thường, là một tấm phiếu nợ vô cùng minh bạch, không một ai có thể tính toán thiệt hơn, chiếm phần ưu thế. Nếu như bạn thân bạn không cố gắng nỗ lực làm việc chỉ dựa vào cầu thần khấn phật để có được phước lành vậy thì điều đó là tuyệt đối không thể chỉ có một cách đó chính là hành thiện và làm việc công đức để bù đắp nếu bạn làm nhiều việc tâm đức thì gặp chuyện khó khăn nguy hiểm sẽ được gặp giữ hóa lành chuyển nguy thành an trời quang mưa tạnh nhân quả thiện ác đó là quy luật trời định dù sớm hay muộn nhất định đều phải trả không thể trốn tránh lòng người tuyệt đối đừng xem nhẹ việc này có người hỏi tôi làm sao để biết được nhân quả đời trước của họ thật ra nhân quả kiếp trước của bạn ngoài bạn ra trên đời này không có ai rõ hơn bạn cả hơn nữa chúng ta không ai thoát được sự ảnh hưởng của nhân quả. đời trước bạn làm tốt, đời này bạn sẽ được hưởng cuộc sống tốt đẹp. nếu như đời trước bạn không tích đức hành thiện, làm việc xấu ác, đời này bạn sẽ gặp quả báo, sống đời khổ cực mà chẳng đợi nghiệp. đời này thành công là do đời trước tích đức hành thiện. mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình một dấu tích vô hình đó chính là nhân quả nó quyết định vận mệnh đời này của họ sướng hay khổ tốt hay xấu con người không có cách nào lựa chọn chỉ có thể đối diện tiếp nhận nó đồng thời dựa vào năng lực cố gắng của mình mà thay đổi nó điều khiến cho tôi tin vào nhân quả chính là do thể nghiệm của bản thân tôi trong đời này tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày bố mẹ tôi không có tiền để mà nương nhờ cũng không có tiền để mà tạo dựng sự nghiệp tất cả đều tự lực cán sinh từ hai bàn tay trắng dựa vào anh em trong công ty nỗ lực mới có được nếu như kiếp trước tôi không tích đức hành thiện đời này tuyệt đối không thể làm nên sự nghiệp này. Nếu không, tôi không có nhiều anh em như vậy, cùng sinh ra trong một gia đình. Tại sao chỉ có mình tôi kiếm được ra tiền? Rất nhiều người thấy tôi hay làm những công việc phúc lợi công cộng, xem nhẹ tiền bạc, có tâm từ bi. Điểm này giống mẹ tôi, nhưng kỳ thực tâm từ bi cũng là từ nhân quả đời trước mang đến nếu như không phải là nhân quả đời trước sao tôi có thể phát tâm như vậy tại sao tôi lại có nguyện vọng như vậy có lẽ tôi kiếm được nhiều tiền nhưng đối với việc hành thiện lại không có hứng thú làm dù có làm cũng không có được quy mô như thế này bởi vì tôi tin nhân quả cũng nhìn thấu rõ được nhân quả và cũng có thể nghiệm sâu sắc về hai vấn đề nhân duyên và quả báo. Nếu như bạn đến thế giới này với nhân quả tốt, vậy thì bạn lại càng cần phải tu tâm, tích đức, không được ý lại, không được làm hỏng nó, không thể vì bản thân có tiền, có thế lực và coi thường đạo đức, thích thể hiện. Như vậy nhất định sẽ gặp thất bại. Nếu như đời trước của bạn sống không tốt, nhưng đời này may mắn được thành công, kiếm được nhiều tiền, Vậy bạn lại càng phải cố gắng làm nhiều việc tốt. Như vậy mới có thể tiếp tục duy trì nếu như đời trước bạn sống không tốt, đời này lại tiếp tục như vậy, thế thì vận mệnh chờ đợi bạn chỉ là những điều tệ hại. Biết được nhân quả mà cầu đạo vẫn là xuất phát từ nội tâm lương thiện. Đối với nhân quả, con người thường có hai thái độ, một là hoàn toàn phủ định hoàn toàn không thừa nhận hai là cho rằng cuộc đời sớm đã được định trước con người chỉ có thể chấp nhận một cách thụ động trong mắt tôi hai cách nhìn nhận này đều không đúng đều không hoàn thiện nhân quả của đời trước quyết định vận mệnh của đời này nhưng nếu từng thời từng khắc luôn làm việc thiện luôn nghĩ việc tốt năng lượng của bạn sẽ chuyển đổi vận mệnh nhân quả không phải là cố định, không thay đổi, mà ngược lại. Vì nhân quả, bạn có thể tích cực gói tóm lại cuộc đời của bạn, làm trợ duyên cho bạn. Ngay tại đời này, trên đời này, có một thứ quý giá hơn hết thảy, chính là bạn tính thiện lương. Thông minh là thiên bẩm, mà lương thiện lại là lựa chọn sống. Thiện lương không đem lại cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng lại có thể giúp bạn chia sẻ hạnh phúc với rất nhiều người có câu ở hiền thì lại gặp lành ai mà nhân đức trời dành phúc cho người lương thiện sẽ luôn được may mắn bởi họ phù hợp với tính bản thiện của tạo hóa lại có câu người ta ra đời đều là thiện lương cả sống thiện lương chính là trở về với bản chất nguyên sơ nhất của mình vậy. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 At gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.